Bây giờ đi ra ngoài nhà hàng ăn Eden. Hai vợ chồng bé Ti. Khu Eden. Khu Eden. Yeah. Hai Eden. Vợ chồng bé Ti đãi Eden. Đãi cả nhà ăn kéo ghế. Đi kéo ghế. Ăn kéo ghế. Đi kéo ghế. Đi kéo ghế. Kéo ghế. Ăn đồ Huế. Ăn đồ Huế hả? Ăn đồ Huế. Má quánh. Má cười hoài. Quánh ông Quang đi má. Má cười hoài hả? Chọc má hoài à, quánh ông đi. Quánh ông giùm con đi. Nhân cái đánh nó tội. Tội cái gì? À, gì? Lâu quá. Thôi có được má tặng cái áo nào không? Không, không. Cầm giùm, cầm giùm. Cầm giùm đi để lấy cái này. À, ý là con rất là vui khi má nó cho anh Quang ghen tị liền. Con rất là sướng khi được nhiều người ghen tị. Má tặng con cái áo. Áo này là má tặng nha. Áo này má tặng. Má cười con hoài hả? Anh Quang, anh Phúc là ghen tị hết. Đi. Đi. Dịnh má kìa, dắt má xuống kìa Phi. Phi với thằng Huy, á con Thi với thằng Huy đi đi chạc tết la. Trời ơi, chạc nãy giờ cả gần cả tiếng hồ chưa về nữa. Chạc để chuẩn bị đi về North Carolina đó. Chứ không có chạc đủ rồi về mất công giữa đường. Linh sạc cái chút kìa. Linh sạc chút là tại con, Linh còn. Cái đó không phải của em. Chắc của ông Thi á. Ừ đúng rồi, đưa cho ông Thi đi cái cây selfie của nó. Nó quên á. Ủa má còn uống tem sao không má? Có. Ủa còn á, con đã hết đi tiểu đêm rồi đó. Ủa anh hết luôn á. Anh hết luôn rồi. Hay vậy. Thì là cái thuốc đó là nó cho tiểu đêm mà nó. Nhưng mà ví dụ mình không uống thuốc thì mình làm gì theo như cổ, mình không có tiền mình mua thuốc đó nó mắc tiền thì mình làm theo cổ coi có nó hiệu quả thì mình khỏi tốn tiền uống thuốc. Tại thuốc đó bây giờ nó lên giá một hộp có 95 đồng lận. Thuốc đó tám bán nha các bạn. Tám bán 6-7 năm nay rồi. Sáu bảy năm đúng rồi, 6-7 năm rồi anh. 2016 2017 mới bán mà. Đúng rồi, thì giờ có phải 6 năm. Rồi ông Quang uống mỗi ngày 2 viên á mà con đâu có để ý ổng đâu. Giờ ổng mới khai đó. Hết lâu rồi. Hết thẳng luôn á hả? Hết thẳng luôn. Lâu lắm mới đi một lần rồi. Tại có khi uống nhiều nước quá buổi đêm trước khi ngủ làm phải đi chứ đúng không? Ờ đúng rồi, không sợ. Sợ uống bia thôi. Ờ, tại vì con cũng hết thẳng luôn. Con cũng hết rồi đây con. Má có bao giờ ấy đi không? Không có bao giờ đó. Trừ khi mà uống đá trong quần. Trừ khi mà uống nước nhiều quá. Quang nó hết đi tiểu đêm rồi, nó đãi tại chỗ luôn. Khỏi đi. Mà con anh đỡ ha. Nếu mà anh bị cái chân vậy đó, mỗi lần anh đi tiểu đêm là khó khăn. Mà nếu mà anh bị tiểu đêm mà hoài anh cũng đuối chứ ha. Đuối chứ. Cũng may tự không, nhiên ở nhà thì có cái bệnh nhưng mà đi xa rồi. Đâu có là phải mang cái chân vô mà. Má uống một ngày có một viên xem sao à đúng không má? Má uống có một ngày có một viên. Ông Quang ông uống lần 2 viên. Có cái lỗ chứ. Có chứ, phải có cái đồ đeo vô. Làm vô đó cái lỗ đó được rồi cũng như. Dạ. Có cái lỗ đó, cái lỗ đeo. Mốt xứ bậy không à. Tự nhiên cái lỗ chân của người ta mà kêu đá gì không đó. Kỳ rồi lấy đâu rồi mang vô thì mai mình đi vô toilet đổ ra. Lấy gì chân đâu đi vô toilet mà đổ ra. Bò vô đổ xong rồi bò vô đó. Đổ. Trời có cái lỗ tiền thấy bà. Má cười. Má cười nói cái chân là má cười kỳ. Không mà nhờ má uống xem xeo á, buổi tối má đi có một lần à. Ha. Hồi đó hả? Má đi tiểu 3-4 lần một đêm. Sau này mới uống thời gian nhiều. Dài rồi má mới bây giờ cứ má tối có một lần chứ đi đâu phải cho má đi tính chỗ đi thái dứa để cái xăm xeo đó quất á. Quất cỡ nhiều người ta uống biết bao lâu năm nay rồi ta vẫn mua đều đều à. Cho nên không quảng cáo là vậy đó.
quảng cáo nhiều lúc sợ không có hàng bán, cho nên cứ im im mà không có quảng cáo. Không cần quảng cáo. Không cần quảng cáo. Okay. Chào chị. Chào. Chị khỏe sao không? Là sao? Khỏe không? Có ngủ được dạ, không? Khỏe. Cá má. Cá má bây giờ nhá, thấy bữa trước cá má pha cái gọi là cái gì ha? Cái bút view đó. Bây giờ cá má có uống được cà phê không? Không. Không. Không, ok thì thôi. Bây giờ cái bút view á, nó có bán một cái loại organic mà nó có thêm cái flaxseed. Flaxseed á, thì buổi sáng ra làm, nếu mà bà sợ ngọt nhiều á thì mình dây cái gói đó đó qua một cái dây cho nó bớt đường, ok, xong mình cho vào trong một cái cốc, mình đổ sữa vào, ok, xong rồi đó mình cho vào microwave, mình đun nóng nó lên cho một phút, xong thì mình bỏ ra ngoài, mình cho thêm chia hạt chia đó. Tại vì cái hạt chia đó đó uống nó làm cho mình khỏe lắm. Vâng. Mình không đau nhất, không có gì hết. Mà bình thường á thì nếu mà mình không muốn ăn mọt, mình không muốn các thứ đó, thì mình cho thêm một nửa muỗng hay là một chút thôi cái xoài sốt á. Xoài sốt á. Kim cương à Phúc, à Phi. Mua cho má chiếc kim cương đi kìa. Cô dâu kìa. Cô dâu đã ra đón kìa. Cảm ơn cô Phi đã tới. Ừ, ừ, chung. Dạ, nhà hàng Huế. Còn ngoại thích ăn đồ Huế nên con phải chọn đồ Huế mới mở. Hên xui. Mới mở hả? Dạ. Không biết ngon hay không hả? Hên xui hả? Bạn gì mới? À, vậy hả? Mới thấy khách gì mới. Ủa, cổ quán có ai dẫn cổ quán không? Có. À, đẹp quá, nói đẹp thiệt. Sao rồi, làm dâu làm sao? Dạ, ok, vui. Ngày đầu tiên làm dâu làm sao? Đi chơi ra đường không? Đi qua nhà bà ngoại chơi, 12 giờ mới về nhà chồng. Chú rể ngày đầu tiên làm rể làm sao rồi? Dạ vui. Vui hả? Dạ. Rồi còn gì đó, cô dâu làm dâu nhà chú rể làm sao rồi? Dạ, cũng được, bình thường. Được không? Dạ, có. Giỏi không? Giỏi mà. Nó làm dâu được cái gì rồi? Y như cũ mà. Nó làm dâu được cái gì? Dạ. Ngủ dậy đi thôi. Chưa nắm máy hả? Từ từ. Nhớ là có gì gọi do gì mát gì nha. Để gì đưa lên YouTube. Trời ơi, đông quá vậy. Tina kìa. Tina. Nó đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp. Mình đông quá, người ta có đủ chỗ cho mình ngồi không? Rồi, đã tới rồi. Chỗ cây suy, tóc đẹp quá. Tóc đẹp quá, chỉ gì thơ làm đi. Con làm cái vuông vuông, you know. Quấn lên. Dạ, quấn lên. Quấn lên ngủ nguyên đêm luôn hả? Rồi sao ngủ? Muốn đẹp phải chịu thôi. Dạ, phải chịu. Nào hay ghê. Dạ, thức uống. Ốp rồi đó. Dạ, tên là tóc đẹp. Ừ. Dạ, lúc nào? Dạ. Bà ngoại đẹp quá vậy không? Bà ngoại đẹp quá à. Sang quá. Đẹp bằng ai? Đẹp bằng gì thơ không? Đẹp hơn. Dạ, lung linh quá à. Dạ. Tại bà ngoại muốn bà ngoại vui. Bà ngoại vui. Là nó là đẹp không con? Dạ đẹp. Sang. Đẹp. Bà ngoại mặc gì cũng đẹp. Hả?
Trời ơi, đừng nói khen mà. Trời ơi, nói đúng mà. Ngoài lỡ lỗ mũi. Ngoài lỡ mũi chừng bể, tại vì ai cũng khen hết trơn. Trời ơi. Ai cũng hỏi. Da mặt bà ngoại cũng đẹp ghê á. Trời ơi, đẹp hơn mình luôn á chị Thơ. Bác Xuân da mặt cũng đẹp á hả? Dạ. Bác Xuân da mặt. Mà da mặt bà ngoại láng bóng nữa. Thiệt luôn á, bóng. Bóng luôn. Trời ơi, không hiểu là ngoại cái gì vậy. Không có chừng. Dạ. Không có chừng bà ngoại. Sáng có sức dưỡng da không? Tối sức dưỡng da không? Ồ, dạ. Má xiên lắm á. Tối là má dưỡng da, má ngủ bộ. Mình phải làm như vậy để mình đẹp với bà ngoại sau này. Sáng má sức dưỡng da đúng không? Tắm nắng đúng không? Hồ lầy đúng không? Có dưỡng da cho nắng. Hay quá. Có gì thơ cho không gì thơ. Nói âm thanh nói gì thơ. Ủa gì thơ. Ủa sao bữa nay không đội nón. Quên. Quên. Trời ơi. Không có nắng. Đội nón mà quên thôi chứ. Có mấy chục cái nón. Chục cái. Chục mà hả? Ít gì? Đáng là phải cả trăm cái mới đủ. Một cái một màu. Một tháng một cái, một năm mà một trăm. Cho ông thay một cái, ông không biết đổi nó trả lại. Cho má hai cái, má mới lấy một cái. Để cho nó. Không có mặt cái đó. Không mặt của đó mới cho, không đổi mới cho má hả? Màu nâu đó, màu của người già. Màu của người già. Chưa già quá. Má thì hợp, má thì đẹp. Ý Thành nói má già hả? Tại vì cái màu đó, màu bạc đô. Đó với màu đen. Không, nhưng mà má đổi cái đó sẽ dịch trẻ hơn. Thấy không sao đâu. Rồi vô. Rồi quá giờ đông luôn. 2 4 6 8 10 12 14 14 người. YouTuber Quang Lê Phúc đang hành nghề. Đang hành nghề. Đã được vô bàn ngồi. Dành má. Đuổi rồi, đuổi. Dành má. Đuổi ngang qua bên kia dành. Dành ngồi đây là. Chứ mình đâu muốn ngồi đâu bàn đâu. Dành ngồi kế bàn. Thân ngồi đây xong cấm. Đúng rồi. Ưu tiên nha. Vui rồi, tôi người vui á. Vậy là ok rồi. Mà nó quá không ăn này. Lại cười. Lại cười. Cười răng. Hôm hoài mấy đứa nó kia nó ganh á. Hôm hoài mấy đứa kia nó ganh á. Nó cho kìa. Đừng có chiếu cho nó biết quay thôi à, không có chiếu. Hát của tao nè. Trời ơi, đủ hả? Đang luôn hả? Dạ, không, đi. Ủa, đi. Lên rồi. Dăm với My ngồi bên này có đồ ăn rồi. Ngồi sát vô. Qua đây, qua đây ngồi. Vô đưa vô. Ủa, tôi muốn bầu lê qua ăn này. Ăn đi. Không ăn em quánh á. Thì ai á? Dòm kìa, mới liếc kìa. Ngon á, mới nêm miếng nước cơm. Cho má cái tôm nhỏ Đây. Dạ, không, để bên đây. Ở đây em ạ. Để đây. Con ăn gì bún bò luôn hả? Dạ. Linh ăn bún bò luôn hả? Bún bò với bánh khoai. Bún bò nha. 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 Bún bò nha.
dạ được. Không biết đâu mẹ. Thịt, thịt luộc. Bánh tráng. Bánh tráng lập dập. Con kêu bánh tráng lập dập mắm nêm. Đúng rồi. Hôm nay con Hương nó hay làm nè, nó ăn nè. Hương nó làm cho bà Tám ăn bữa rồi đó cái này nè. Đây là bột lọc lá. Bột lọc lá. Chút xíu à tao ơi. Má ăn, ăn, ăn thử cái này đi má. Má ăn thử cái này đi. Bánh bèo kén. Bà Tám múc ra đây nè. Hả? Bún này là bún bún chả cua. Này bánh khoái của anh hai nè. Không không coi. Rồi bánh khoái gì không? Bà bé như cái chén bánh khoái bằng. Cắt ra rồi. Không, nó chia ra rồi. Anh Phúc cầm đó. Sẵn đây nè. Cầm sẵn lên là chấm ăn thôi. Nhỏ xíu hả? Có cái bánh khọt, lớn hơn cái bánh khọt chút. Ở đây 3 cái đúng không? Cho 7 cái nữa. 10. Vậy kêu thêm phần nữa. Trời ơi. Mình ăn sẵn gắt trời ơi, hết nước luôn hả? Không đâu. Nước ổn, đất nên nhớ mà sợ. Sợ gì? Sợ hết. Kỳ. Chí hước là ăn cái trường này một chút. Vỗ tay giờ á. Ăn đi. Còn Huy nó ngồi nó chảy miếng nữa. Chảy miếng à. Đi trễ một tí đi. Thì đừng có ngừng đi rất rất râm đi lèo lè luôn. Trời ơi sạc. Mất thời gian quá. Cả tiếng hồ. Sao tối không chạy ra đó ngồi để cho nó sạc rồi chạy bộ về. Thì bộ về sáng nay rồi khỏi đi sạc rồi. Ăn thôi bỏ chó ăn nè. Không. Không ăn cho con chó ăn hả Thi? Bánh khoái đã sạch nhất luôn à. Khoái nè. Sạch nhất luôn. Đây. Nè, giờ mới ăn cái thứ ba này, lập mới con dĩa. Ăn ba cái bằng luôn. Huy nó ăn nữa kìa. Nè ớt nè. Đủ ba cái mà mình luôn. Nè anh Phúc. Phi nó ăn được ghê, nó ăn tô bún bò. Khoái rồi nó ăn bánh bèo nữa. Không. Mới có nửa đường. Thôi được rồi, ăn có rồi. Trời ơi, ăn nửa đường hả? Rồi chuẩn bị chia tay Phi Hy nữa. Hội ngộ cái chia tay. Chia tay hoài. Tuần sau hội ngộ tiếp. Chia tay tiếp. Tuần sau là chia tay thiệt á. Xong là chia tay không gặp thôi, không có hội ngộ nữa. Chia tay Phi với mấy cái đi lên đường. Ờ đúng rồi. Gặp thì thôi tuần sau mà. Nó vô là dẫn Phi ra cái đầu á. Chào tạm quay cậu Huy với lại Hai Si. Ôi tai nghe. Quay cậu Si về North Carolina thứ bảy gặp lại. Ăn nữa. Không ăn cho chó. Thấp. Thấp. Nước mắm tới ghê à. Có lúc đi đúng mắt. Hi. Hi. Không ăn cho chó. Đúng rồi sao ăn thôi chó. Má. Đi cứ bóp chân cho má đi về rồi. Đây. Đây. Bye.
Thì đi 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 che còn dưỡng mỏng mai mục. Ủa sao nó cho che mà che còn dưỡng mỏng mai mục. Che còn dưỡng mỏng mai mục. Cảm ơn nha hai chồng. Cảm ơn nha mấy con. Cảm ơn mọi người đó. Trời ơi cảm ơn con. Trời ơi cảm ơn giống trẻ nha. Những con sống nhớ dụng rửa cho con cứ trốn luôn. Cậu hai chồng tốn nãy giờ cậu Huy phá quá trời yêu toàn cậu Huy. À, quá trời. Bữa nào về Việt Nam cậu Huy dắt đi ăn lại. Đúng rồi. Bữa nãy cái biếu lên cho tí 1/3 luôn. Đúng rồi. Đi chơi ở đâu vậy? Dạ. Cho mẹ đi với Cát. Tự nhiên xin đi cái nó cười à. Không hiểu luôn. Kì vậy? Đi chơi cùng nhau. Ui về đâu được đi chơi đâu. Đúng rồi. Ủa ai? Ben anh hai hả? Oh, anh Lê Quang lúc nào cũng bị bắt gặp ở ngoài đường đó, rồi mới chạy vô đây kiếm mình. Oh, ok ok chụp đi chụp đi. Ơi em ở ngay chỗ đó. Ủa vậy hả? Ờ em ở Frederick. Đang chạy xe không biết trước mới vô nhà quậy ơi. Không có thời sự là vậy. Có liên lạc với nhau sao mà em đâu có. Nhưng mà có bốt liền cũng đâu kịp đâu về rồi. Em ở khu đó cũng xa ha. Em là tên gì? Tên Yến. Yến. Em có order thánh nè. Em order nhiều đồ của anh Thắng. Có order đồ gì của anh Phúc không? Anh chưa, em có bán. Anh bán nụ cười thôi. Dạ, em có bán nụ cười thôi. Ok, cảm ơn nha. Bye, 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 bye. Cảm ơn cô dâu chú rể. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Đại gia đình đã tới ăn vui với chúng con. Quá là nhất là bà ngoại nè. Hạnh phúc, tụi con rất là hạnh phúc khi có một gia đình. Quá đông, quá hào. Một gia đình có đông quá hào. Vui. Trời con đi làm nhiều, để làm nhiều đi. Dẫn mọi người đi ăn. Ok. Thượng lộ bình an. Chúc con thi thượng lộ bình an. Chia tay tiếp. Chia tay hoài luôn. Chia tay hoài luôn. Bye thi nha. Bye hoài luôn. Hồi nãy giờ bye hoài. Hồi ngò rồi chia ly. Cuộc đời vẫn thế. Dẫu chi lơ 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 lơ. Ôm hoài luôn. Kỳ này ha không có khóc đúng không? Không muốn gặp mà. Con mấy ngày gặp ra. Con biết mà má muốn hùng thì hùng đi. Hùng tới ba cái luôn mới ghê. Nãy có vô chụp hình này chứ. Có fan chị đây. Mới qua nữa nè, nó fan của bà Tám nữa nè. Ủa vậy hả? Chị mới qua nữa hả? Mới đi ngang không có nè. Vô kiếm em hả? Không, bà đi với đứa con nhỏ ở đây nữa. Không, sao bà anh ngồi ngoài đây anh chào hàng hay sao? Rồi ok Huy về khỏe nha. Có muốn hồi nãy nói anh Thi để anh dắt luôn mua mấy cục pin để sẵn kéo xe hút sẵn cái loại. Nó nghỉ làm mà lấy tiền đâu ăn má. Ủa nó chứ lấy tiền ta con mà nuôi gì nấu. Không có tiền tạc xe. Anh Phúc đi mua đồ hả? Tôi đi mua đồ hủ.
chia tay hoài không đi luôn, lưu luyến, lưu luyến. Sau chia tay xong về nhà ta dùng tiếp. Tuần sau nhớ xin nghỉ sớm sớm đi lên sớm sớm chơi. Cái si nhớ đi nha, nhớ nha. Cúp cua học đi luôn để đánh tennis với cậu Vi cho nó đàng hoàng cái. Tự nhiên mưa. Rồi. Tiêu rồi. Ủa mấy đứa nhỏ chưa đi nữa hả? Dạ, đợi. Picture, picture. Just click, put it in her cart. Anh hai đâu? Anh mua đồ, chả có. Chả có. Chuyện gì? Coffee hay quá, mở vô túi à. Coffee mở tiền vô túi hả? Đây giống như quà của tụi con cho tụi nhỏ ha. Con mua đồ, rồi mai học mai học mốt. Sao chưa đi nữa? Saturday morning. Sao chưa đi nữa? Đang tính với máy bay. Yes, she's coming. À, Tina nó khoái kìa. Tina nghe nói với các bay qua lại Tina khoái không? Dạ. Vui không? Nhưng mà lúc mà con bay qua con phải one stop. Kệ. Mệt không? Không có đưa máy bay đi thẳng. Hay à, bay đi thẳng phải đi từ trưa con đi làm. À giống như dì Thao á. Dì Thao cũng đi tối cho nên phải đi stop á. Stop 1 tiếng à? What if you miss Thao? Kệ con, ráng đi lên máy bay ngủ. Không đáp hả? Tao có không gì cô Thao, cô Thao đi hồi bữa đi á, đi buổi tối cho nên phải stop lại một cái. Okay. Bye con. Cảm ơn. Thì anh hai về rồi kệt đi. Rồi bye bye. Bye con. Đi về nút. Nãy giờ ngồi để đợi nè. Ngồi đi, chạy xe qua. Ủa? À còn chạy xe qua nữa. Đi. Đi về. Thời tiết đẹp quá. Ừ. Casey nó từng này nó vòng lại, nó nghe nói con Phi ở lại đánh tennis cho nên nó khoái, cho nên nó yeah. Tập cho nó giao banh đi. Đúng rồi, có nó. Ừ. Để cho nó đánh nó thắng dễ giờ vàng hơn phải không? Cái clip mà đúng chuẩn người ta chỉ cho mình á. Ừ. Thế giới nhiều cái điều dễ dàng hay đó. Tại em cũng hay xem cái đó, mình ôm lại. Ừ. Trời ơi, coi đứng nói chuyện hoài kìa. Đi về mà đứng hoài luôn. Về tới nhà rồi. Vậy Phi đòi đi đâu? Đi si hả? Rủ ngoan đi kìa, đi bộ kìa. Đi bộ cho tập chân. Đi tập cho nó đô lên. Đi luôn, nhớ anh Cường với Ly. Vô má, dắt má vô Phi. Nắm nắm cái gì mà nắm. Đừng ké đi lên chút mùi điệu. Đi, vô mình đi. Giữ, ai giữ ai em giữ luôn à. Má nhìn kìa. Má giữ à, mới giữ à. Má, qua ăn hiếp con rồi má. Ai ăn hiếp bà nổi. Má ăn hiếp con kìa. Má cười ai. Quánh anh bây giờ nha. Gánh đi chơi nữa. Đi lên. Để cho nó đi chơi, mệt anh quá. Đi. Tuần này nó vòng lại, nó bay qua lay lại á anh. Bầu xin đi. Ừ. Thầy nói. Nó nói. Rồi, đi cái máy nó bay lại. Nó về xong rồi thứ sáu nó bay qua. Có không? Ừ, có. Ti mừng quá trời luôn. Nó đang coi vé đó. Trời ơi. Nó bay qua, nó về tới đi làm xong rồi thứ sáu nó nghỉ làm nó bay qua. Thứ bảy nó có mặt ở đây. Rồi nó chơi chủ nhật, nó chơi xong thứ hai nó bay về. Thấy ghê không? Nó bay về luôn với bạn. Mà phải đi làm. Có 2 ngày nữa chứ nhiều. Thì em nói đó, nếu mà con nghỉ làm đi, con nói là con bị sick đi. Con nói I'm sick đi.
Xích, nó nói... xích là nghỉ 6 ngày á. Xích là bệnh á. Ủa, nó về gì đó. Cái chỗ đĩa đâu? Nó dục con lấy quang á. Đúng rồi, đúng. Đi mai tôi đón luôn. Ủa, thế đi làm rồi mà. Nè, mai đón nè. Chơi thoải mái. Dục ổng chỗ đĩa hả? Đúng rồi, nó mới đã. Xong rồi mai đón hả? Ờ, đúng rồi. Ừ, ở trọng ngủ luôn. Để đi nó mua đĩa, nó khóa cước luôn. Ờ, mua chỗ để luôn nha. Nhưng mà anh ở đó bao lâu anh mới xong? Mai đó mà. 5 giờ, trước giờ đi tập thì Linh qua đón rồi về. Quá mà. Bây giờ mấy giờ rồi? 2 giờ. Mấy giờ đi tập? 4 giờ chứ. 5 giờ, nghe nói 5 giờ mà. 5 giờ tập gần đây chạy mọt mọt lên kia đón anh rồi vòng lại về đây. Thì cho nó sẽ bắt nó nhà chi. Nó ngồi mòn cái ghế ta hết. Cho nó đã đi. Mai ờ đó. Anh đem đĩa về đây không có chỗ đâu mà để về đem về kia nha. Đóng thêm 2 thùng nữa. Đóng thêm 2 thùng. Mới cũng đang có mười mấy cái. Nặng lắm á, hồi lố ký rồi làm thêm thùng nữa đó. 2 thùng, đóng thêm 2 thùng. Sao má? Tí nó về thương chứ. Tí hả? Ừ. Tí thương đúng rồi. Mấy đứa cháu nhà mình ai cũng dễ thương hết. Má đang cắt cái cây kìa. Anh hai ảnh mua nè. Xôi cút nè. Xôi cút nè má. Anh hai nó có ăn không? Nó hồi em chưa ăn đâu. Để ăn thì ăn đi. Anh hai ảnh mua đậu hũ chiên nè. Xôi cút nè. Cái này gì đây? Cái gì đây không biết nữa. Bánh gì đây nè. Cái gì á, không biết nữa. Thì sữa đậu nành. Tùm lum để đây nè. Rồi ảnh chở ông Quang đi mà. Ừ. Mình Phi nè không? Phi nó đi luôn rồi. Nó ở nhà nó ngủ ai nhà xong cái Phúc kêu đi cái nó đi luôn. Nè, má coi con bé Ti nó dắt ba mấy đứa nhỏ đi đi cà phê mèo nè. Ừ. Két cà phê nè. Nó thấy không? Cái hình không? Trời ơi. Con mèo nằm không? Trời ơi. Cà phê mèo. Ừ. Nè, thằng Tấm này nữa nè. Đó, con mèo nằm nè. Trời ơi. Cà phê mèo không á. Có mấy con mèo nằm 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 trên cái sofa là, ừ. Là... Trời ơi, cái này chị Khanh chỉ sợ lắm á. Ừ. Chị Khanh chỉ dị ứng với con mèo. Chị bị allergy với cái lông mèo quá má. Ừ. Trời ơi, cái này kêu rủ chị Khanh đi, chắc chị chạy mất ghét. Cái tiền nó nhắn, nó nói két khoái lắm. Nó trời ơi, két con gì nó lận khoái. Má cũng khoái mèo nè. Đáng lại nó kêu nó dắt má đi vô cà phê mèo. Con mới nhận được nhận được 100 tiền cho sơ nữa nè má. Ừ. Ừ, cô Kim Hiền. Cô này cổ nói là cô muốn gửi 100 nè. Cô muốn gửi 100 đô cho sơ ở Kon Tum để thêm bát cháo miếng cơm cho các trẻ em nghèo. Cháu có thể ứng trước cho cô được không? Khi nào cháu trở về Cali cô sẽ trả lại tiền cho cháu. Đó, cái con nói dạ ok cô. Con mới gieo cho ý quên lộn con mới gửi về cho sơ 100 mà cái cô hồi nãy ý quên cái cô mà ở nhà thờ đưa mới nhớ không? Ừ. Cô ở nhà thờ đưa 100 con mới gửi về thì á rồi. Ừ. Bây giờ sơ cũng nhắn tin nè, cô sơ cũng gửi video quá trời cho con là cho mấy đứa nhỏ nó ăn cho mấy đứa nhỏ nó ăn nè, trung thu à, trung thu đó. Ừ. Ừ. Nè sơ cảm ơn nhiều, là sơ nói là cảm ơn chị và quý ân nhân thật nhiều đã cho các trẻ em dân tộc ở vùng Kon Tum rẫy Kon Tum có niềm vui trung thu. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu và chúc lành cho chị và quý ân nhân thật nhiều. Ừ. Có quá trời nè, sơ gửi cho Tám quá trời nè. Gửi quá trời nè không? Facebook là sơ Huệ Đinh nè. Huệ Đinh. Facebook của sơ là Huệ Đinh đó, sơ gửi video quá trời nè. Vui lắm á, thấy mấy đứa nhỏ tội lắm. Sơ hả nấu
một cháo bú nè, ba bún nồi luôn, có khi năm nồi luôn. Cháo dinh dưỡng là có đậu xanh rồi có cái gì đó, nói chung cô sơ có kể trong cái clip mà không quên rồi, mà trụ múc 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 quá trời đói mà còn nghiệp lắm, ngồi dưới đất ăn luôn á. Trụ mà đánh trời cả ngàn đứa con nít nhỏ xíu mà đã đen thui à. Nó ngoài nắng á, bữa đó là giống như là miền núi Tây Nguyên á, nó nắng thấy thương lắm tội nghiệp, bởi vì khán giả coi á, cho nên là khán giả thấy thương mới giúp thêm cho sơ đó. Đúng rồi, sơ cảm ơn lắm, chứ thường thường rồi con giúp con mình con, ví dụ con nói cao cao lắm, nói với má, con với má người già chăm đâu có nhiều đâu. Đúng rồi, ví dụ mình nói lên thì những người ta đồng cảm, giống như má này kia, má nghe con nói thì má mới biết, má cho đúng không? Chứ bây giờ con không nói im cũng đâu có ai cho sơ được nhiều tiền đâu, không? Sơ cũng đâu có được tiền mà tội nghiệp sơ. Ơi sẵn Tâm cũng cảm ơn fan bà Tám có lòng hảo tâm đã giúp cho những người mà Tám giới thiệu, có người giúp, ví dụ như có khán giả coi nhầm cái clip của cha An này kia thì người ta gửi cho cha An, rồi coi cái nhầm cái clip mà sơ dắt mấy em khiếm thị, nuôi mấy em khiếm thị thì người ta cho những cái người em khiếm thị. Thì nói chung là hên xui, người nào cái clip mà coi được cái clip nào thì người ta sẽ gửi cái người đó thôi. Chứ mình không, cũng đâu biết, đâu phải ai người ta cũng coi hết mấy cái clip của mình đâu. Cho nên là cái cũng tùy duyên, sơ nào cha nào có duyên mà được khán giả coi cái clip đó giúp đó, thì đó là cũng là cái duyên thôi. Cho nên là mình cũng cũng cảm ơn rất là nhiều khán giả có lòng tốt nè. Tối hôm qua là con đuối luôn á, vô con ngủ không có làm. Thường thường con làm việc tới 12 giờ má thấy không? Tối hôm qua 11 mà giờ má dậy mà má là thấy con ngủ khì vậy. Là má thấy con đuối cỡ nào rồi đó. Má có thấy bao giờ con ngủ sớm gì đâu. Mà trong khi hôm qua có khách ngồi nói chuyện vui rần rần ở ngoài đây luôn á, mà con không có ra để mà con ngồi con chơi á. Hôm qua còn ngạc nhiên nữa. Hôm qua nó trời ơi, hôm qua em làm gì em vô em ngủ sớm dữ gì, hết chịu nổi rồi. Để em gọi Linh Trần cho má hỏi thăm nha. Coi Linh Trần bữa nay làm sao rồi nha. Rồi con này nó mà con kể má nghe, bữa có cái anh đó ảnh gọi con, ảnh gọi con nói chuyện lúc đang tiệc á, đang sinh nhật con da u á, cái ảnh nói là ảnh nói trời ơi, tội Linh Trần quá, anh mới coi clip tội quá. Nhưng mà anh á là anh mới có 59 tuổi à. Mà bây giờ á anh ngồi xe lăn luôn rồi. Anh không có đi đứng được, con anh cũng phải khiêng ẵm anh vệ sinh này kia, trời cực khổ lắm em ơi. Bây giờ phải nói Linh Trần phải cố gắng chữa đi, cẩn thận chứ đừng có để nó nặng quá. Rồi ảnh nói là bây giờ ảnh cũng bị mà ảnh hả, ảnh không đi được luôn. Ảnh không đi được luôn, xong rồi nhà phải ẵm ảnh khiêng ảnh á đi vô bệnh viện á. Rồi xong bệnh viện cũng thua luôn. Kỳ vậy ta. Dạ bây giờ ảnh nói là ảnh là ngồi xe lăn luôn á. Tồi quá ha. Ảnh nói anh mới có 59 tuổi thôi đó, mà ảnh cũng coi con. Ảnh ngồi một chỗ, ảnh nằm xe lăn, quên ảnh ngồi xe lăn thôi. Ảnh bây giờ ảnh nói ảnh rất là buồn á, tại vì ảnh không có đi được. Mà con lúc đó tiệc tùng tùm lum, con cũng không có nói chuyện với ảnh được nhiều. Mà thấy trời, nó trời giờ không biết sao mà nghe ảnh nói mình cũng lo cho bà Linh. Mình cũng ấy, nhưng mà chắc là hy vọng là mình cầu nguyện cho bà Linh không có đến nỗi phải như vậy. Thì bà bây giờ bà cũng, bà giống như bà không có giống như anh đó. Bà chỉ là bà cũng còn lết được má, phải không? Bà không có phải ngồi lên xe lăn giống như cái anh đó, cho nên là hy vọng bà sẽ chữa được. Chứ để rầu quá trời rầu. Ghê quá hả? Ừ. Khổ thiệt.
Nhắn cho anh Sĩ cầu nguyện chứ. Anh Sĩ có coi mà, chắc anh Sĩ cũng có cầu nguyện chứ, tại anh Sĩ có coi video của con á. Nhờ anh Sĩ cầu nguyện giùm phụ, mọi người cầu nguyện phụ giùm cho Linh Trần được chữa lành. Hôm qua ngập là 8 đi. Liên lạc của bà Tám Tam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Tam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.